Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exciter 135 độ chỉ còn trong kỷ niệm, có một cái chàng trai đang chạy Sonic. Dù đã bán xe chuyển qua chạy cái chiếc Sonic 150R, nhưng người chủ xe vẫn còn rất khả thiết với cái dòng là Exciter 135 4 số mà mình đã từng sở hữu và dọn kiển với những món đồ chơi vô cùng đỉnh. Để lấp đầy cái nỗi nhớ của chủ xe, chúng tôi sẽ sử dụng lại những góc ảnh về cái chiếc Exciter đậu này năm nào để giới thiệu đến với bạn xe biết. Ngoài cái đồng hồ cosola thì góc này ta còn thấy được nhiều hơn cái cụm công tắc nxs mà chủ xe thay đổi cho con chiến mã thêm phần lạ mắt. Sử dụng cái cụm thắng của domino để rút ngắn hành trình Giga cho chiếc xe đậu bay nhanh hơn so với dòng xe thường rất nhiều. Vì vậy, chiếc xe còn hữu cái sức mạnh là 62cc nên lực đi 3 còn ác chiến hơn nữa. Bên cạnh là cái cụm tay thắng của Brembo RCS để kiểm soát cái hành trình phanh trước của xe. Tuy nhiên với kích thước là to lớn của mình đã khiến em ấy có nhược điểm là khiến chủ nhân phải khoét rộng phần áo rất nhiều. Nếu mình nhớ không lầm thì đây là cái cụm tay con lấy từ cái dòng E6 qua tích hợp cái thắng của CLC Fordin, nhìn cũng rất đẹp và liên lạc là cực kỳ với tay thắng. Trang bị cho lực Alien kẹp sườn để kiểm soát cái đầu xe tốt hơn, chống cái tình trạng sàn lắc và độ cao. Sở hữu một cái sợi dây dầu và có mức giá là bạc triệu, thương hiệu của Hayes, được bấm các dòng S và vô cùng với cái bột ngắt dầu sau ly, có thể tháo rời ra mà không gây chảy dầu và đắp vào là không cần phải canh dầu thẳng lại, cũng rất là tiện lợi. Và cái chi tiết này được dùng rất nhiều trong những mùa giải MotoGP. Sử dụng cái heo dầu Brembo Billet hay biết xứng kết hợp cùng với đĩa Kawasaki KTM có kích thước là 260 mm. Sử dụng phục Alien bình dầu rời nằm phía sau cho cái chiều cao là 203 mm, cao hơn 3 phân so với zin. Vậy chủ nhân có cái hành trình ti cũng dài hơn, chịu lực tải cũng tốt hơn, nhưng chiều cao này sẽ chưa đủ để là làm cao đuôi xe hoặc làm bánh sau phải chạm đất khi đã chống đứng. Được cố định vào cái phát và cái một cái đầu bắt giật các chân cũng đơn giản và gọn gàng. Kỷ niệm về một thời đã yêu nhau, dù đang sở hữu một cái con là Sonic 110, nhưng chủ nhân vẫn còn rất nhớ tới cái chàng trai cưng của mình. Huyền thoại hai thì Kawasaki Kips 150 trong bản độ là cực chất đến từ Thái Lan. Nói về đất nước Thái Lan trong cái việc độ xe thì có lẽ ai cũng phải nghĩ đến ngay những chiếc xe được độ phá cách. Ngoài phong cách là nhiều màu sắc sặc sỡ thì biker Thái còn nổi tiếng trong việc độ lại những dòng xe gần như là tuyệt chủng. Điển hình là chiếc Kawasaki Kips 150 dưới đây. Phần chủ đạo cho dàn ghi đông xe tập hợp những đầy đủ các món ăn chơi. Các cụm tăng tốc cào cào, tay con CRCCB, cụm công tắc đồ chơi, kèm đó là tay thắng của Brembo Billet. Các cụm nồi zin đã được giữ nguyên thủy bởi đầy đủ những chức năng. Cận cảnh tay con CRCCB. Cái cụm tăng tốc đồ chơi kết hợp cùng bát zin cũng khá tiện lợi. Tay thắng của Brembo Billet kết hợp hài hòa với bình dầu đồ chơi Alien trong suốt. Cái cụm tăng cào cào cùng với dây ga Thái cho hành trình dây ga rút ngắn hơn và hỗ trợ cho việc bứt phá nhanh hơn. Việc sử dụng cái heo của Brembo Billet với logo Brembo màu đỏ đặc trưng tạo cái điểm nhấn, nhưng không bao giờ giúp cho xe rất an toàn hơn rất nhiều khi phanh gấp. Cái đĩa thắng của Carbon cũng khá đẹp, kết hợp cùng với tán đĩa 7 màu Titan. Phát heo được CNC cũng khá hài hòa. Cái cụm thắng sau được trang bị heo Brembo Billet kết hợp cùng ngắt dầu và phát giữ dầu active. Việc trang bị niềng nhôm bản nhỏ đặc trưng thường thấy cho những chiếc xe độ Thái Lan. Gàn chân nhỏ gọn giúp giảm đi trọng lượng cho chiếc xe yêu rất nhiều. Cái khối động cơ hai thì với trái tim là cực kỳ khỏe mạnh. Một chiếc Kawasaki Kips có thể cho hơn 30 mã lực nếu can thiệp vào phần động cơ, còn một con số mà những thủ khác phải e dè nếu muốn so kè cùng với nó. Hệ thống ống xả hai thì DBS Carbon, cái họng của Titan kết hợp cùng với cổ bô titanium cho cái màu sắc là sặc sỡ, nổi bật, âm thanh thì xé tan màn đêm. Gấp nhôm sao siêu nhẹ đến từ của Lumium Jack, rất nổi tiếng từ nước Thái Lan. Nhôm xe đĩa 7 ly siêu nhẹ thực sự tạo một điểm nhấn nhẹ cho cái dàn chân mỏng manh này. Nếu cầm cương con xe này, các bạn có dám hết tốc độ cho em nó không? Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp. Nhớ like, subscribe.